Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài 8 trong giáo trình Read and Learn Kanji N3. Bài 8 này có chủ đề là Junjo to Tani, tức là học về các chữ Hán chỉ quan hệ về thứ tự cũng như là đơn vị ở trong tiếng Nhật. Chúng ta sẽ xem các từ từ 433 đến 448. Chữ 433 là chữ thủ, có nghĩa là lấy. 434 là chữ tối, trong những từ như là tối cao, tối đa, có nghĩa là nhất. 435 là chữ sơ, trong từ sơ đẳng, sơ cấp, để chỉ những cái gì bắt đầu, ban đầu. 436 là chữ phiên, có nghĩa là số, con số, số thứ tự. 437 là chữ tuế, trong từ vạn tuế, có nghĩa là tuổi. 438 là chữ mai, ở trong tiếng Nhật nó là một chữ dùng để chỉ đếm các vật mỏng. 439 là chữ sách, dùng để đếm đếm sách. 440 là chữ ức, có nghĩa là 100 triệu. 441 là chữ điểm, trong từ điểm số. 442 là chữ giai, trong từ giai đoạn. 443 là chữ đoạn, trong từ thủ đoạn. 444 là chữ hiệu, trong từ ký hiệu, ám hiệu. 445 là chữ bội, trong từ bội số, bội suất, tăng gấp bội. 446 là chữ thứ, trong từ thứ nam, thứ nữ. 447 là không phải là một chữ Hán mà là một ký hiệu diễn tả sự lặp lại. 448 là chữ tha, có nghĩa là khác. Ví dụ như là chúng ta có từ tha phương, có nghĩa là nơi khác đấy. Bây giờ các bạn sẽ đi vào chi tiết từng chữ này một nhá. Chữ đầu tiên, các bạn có chữ này là chữ thủ. Chữ thủ này ghép bởi bên trái là bộ thủ, bên trái là bộ nhĩ là cái tai, bên phải là bộ hữu. Thì bộ hữu này nó tượng trưng cho cái việc gì nhỉ? Lặp lại hành động gì đó. Vậy thì để nhớ được chữ này, chúng ta có thể chế câu chuyện đây là tai lại bị lấy, đúng không nhỉ? Bên trái là tai, bên phải là lại, thì tai lại bị lấy mất rồi. Vậy thì toàn bộ cái chữ này nó có nghĩa là lấy. Âm khương của nó là thô. Ví dụ trong từ thô đự là lấy này. Ừ kê thô đự là thụ thủ, có nghĩa là thu lĩnh. Thô ri đa sự là thủ suất, là lấy ra. Thô ri kê sự là thủ thủ với tiêu, nhưng không phải là mang tính chất thủ tiêu như ở trong tiếng Việt mình đâu nhé. Thủ tiêu ở đây nó mang nghĩa là xóa bỏ, nó giống như từ ken se đự ấy. Kiki thô ri là văn thủ, là nghe hiểu. Tương tự bạn, các bạn sẽ có từ yomi thô ri, đúng không nhỉ? Yomi thô ri là chữ đọc với lại chữ gì đấy, chữ thủ, có nghĩa là đọc hiểu. Âm ôn của nó đọc là siêu. Ví dụ trong từ siêu dai sư rự, chữ thủ tài, có nghĩa là chọn đề tài. Siêu tô cự là thủ với đắc, có nghĩa là lấy được. Về kanji tương tự, các bạn quan sát này, cái chữ này khá là giống chữ thủ của chúng ta, đúng không? Đây là chữ cảm. Chữ cảm này là chữ cảm trong từ dũng cảm hoặc là quả cảm. Ví dụ chữ cảm này nó sẽ đọc là con. Bởi vì sao? Bởi vì cảm này cũng giống như trong cùng âm Hán Việt với chữ cảm trong cảm động, đúng không? Do vậy là cùng đọc là con nhá. Đấy, thì nó có phần bên trái là bộ gì các bạn? Phần bên trái là giống bộ công, đúng nhỉ? Trên là bộ công, dưới là bộ nhĩ là cái tai, và bên tay phải là bộ phộc, đúng không? Ví dụ trong từ dũng cảm này đọc là yukon. Đấy, các bạn thấy này, yukon chưa? Hay là chúng ta có chữ quả cảm, kakon, quả cảm. Như vậy là sự tương đồng rất lớn giữa tiếng Nhật và tiếng Việt, các bạn nên tận dụng nhá. Tiếp theo, chúng ta có chữ tối. Chữ tối này không phải là tối đối nghĩa với sáng đâu nhé. Tối này có nghĩa là nhất. Đấy, các bạn thấy này, ở trên cùng là bộ nhật là mặt trời, dưới là gì đây nhỉ? Dưới là chữ thủ là lấy. Vậy thì để nhớ được chữ này, chúng ta có thể tạo câu chuyện đây là lấy mặt trời, đúng không? Cái việc lấy được mặt trời là một việc làm tối kỵ, đúng không nhỉ? Hoặc là việc làm khó nhất cũng được, tùy các bạn. Chữ này có âm cương là mô tộ, trong từ mô tô mộ, nghĩa là vô cùng, cực kỳ, nhất. Nó giống như là từ Ichiban. Âm ôn đọc là sai. Ví dụ trong từ sai sho là tối sơ, là đầu tiên. Sai cô là tối cao, là tốt nhất, cao nhất. Sai kin là nó không mang nghĩa là gần nhất đâu, mặc dù là tối với cận, nó mang nghĩa là gần đây. Sai ngộ là tối hậu, nghĩa là cuối cùng. Sai tê là tối đê, là kém nhất. Sai shin là tối tân, là mới nhất. Sai ak là tối ác, là tệ nhất. Và đặc biệt trong chữ tối ghép lại chữ ký, đúng nhỉ, nó đọc là moyori, có nghĩa là gần nhất, đúng nhỉ? Ví dụ như là Moyori no Eki, có nghĩa là cái ga gần nhất ấy. Mà năm không nhớ chính xác là năm nào, nhưng mà đại loại là hình như là năm 2018 thì phải. Trong phần cách dùng từ nó có cái cách, nó có cái từ Moyori này. Về thông tin bổ sung thì chúng ta có câu chuyện của chữ tối nhá. Ngày xưa người ta rất là tôn thờ thần mặt trời, vì thần mặt trời mang đến ánh sáng, sự sống cho muôn loài. Thế nhưng mà con người thì vẫn luôn hiếu kỳ và mong muốn chiếm hữu được thần mặt trời. Vì vậy đã không ít người cố gắng chiếm hữu lấy thần, nhưng mà tất cả đều nhận được cái kết cục bi thảm. Từ đấy thì người ta lan truyền câu chuyện là
Cái việc tối kỵ nhất ấy là việc cố gắng lấy được thần mặt trời. Về chữ sơ các bạn có phần bên trái là bộ y trong từ y phục, nghĩa là quần áo, phần bên phải là bộ đao. Thì để chúng ta nhớ câu chuyện, chữ sơ này chúng ta có thể nhớ theo cách đây là dùng dao đúng không? Dùng dao để cắt y phục ấy, thì là một điều quá là sơ đẳng đúng nhỉ? Y phục thì phải dùng kéo chứ không được dùng dao đúng không? Dùng dao cắt y phục ấy thì là quá sơ đẳng rồi. Đây là chữ sơ trong từ sơ đẳng. Âm cư nó đọc là haji, hatsu hoặc là ui. Ví dụ trong từ hajimeni là phó từ, nghĩa là trước hết, nó giống từ mazu hoặc là giống từ saishoni. Hajimete là lần đầu tiên. Hatsukoi là chữ sơ chữ luyến, nghĩa là mối tình đầu. Tương tự các bạn, ngoài cái từ hatsukoi này các bạn còn có từ hatsumimi nhé. Hatsumimi nghĩa là lần đầu tiên các bạn nghe cái điều đấy. Đọc là gì nhỉ? Đọc là ui trong từ uijin, chữ sơ với chữ trận có nghĩa là trận đầu tiên. Đấy, đây là chữ trận trong từ trận địa, trận đánh. Âm ôn đọc là sho, ví dụ trong từ saisho là tối sơ nghĩa là đầu tiên, shokyu là sơ cấp. Shoshinsha là sơ tâm giả, là người mới bắt đầu. Shoka là sơ hạ, là đầu mùa hè. Về phần thông tin bổ sung ấy thì các bạn cần lưu ý cái điều này, đấy là chữ thủy và chữ sơ đều có âm cun là haji, do vậy là đôi khi gây nhầm lẫn. Tuy nhiên ấy, nếu là các động từ danh từ mang nghĩa là bắt đầu hoặc là sự bắt đầu ấy thì dùng chữ thủy, chẳng hạn như là hajimaru đúng nhỉ, là cái gì đó được bắt đầu này, hajimeru rồi thì hajimari, những cái này là các bạn viết bằng chữ thủy nhá. Còn nếu mà các bạn dùng gì nhỉ, dùng dạng như phó từ ví dụ hajimeni hoặc danh từ nhưng mà mang nghĩa là lần đầu tiên như là hajimete thì các bạn phải dùng chữ sơ. Đấy là cái lưu ý khi mà viết. Tiếp theo chúng ta có chữ bang, chữ phiên, xin lỗi, chữ phiên ghép bởi phần trên là bộ gì nhỉ, bộ biện nó giống là bộ gì đây nhỉ, nó giống một cái nét phẩy với lại bộ mễ ở trên ấy. Bộ biện này có nghĩa là phân biệt, và dưới là bộ điền là cái ruộng. Vậy thì để nhớ chúng ta có thể nhớ theo cách đây là đánh số đúng không, thì chữ phiên này có nghĩa là số, đánh số để phân biệt ruộng. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn đọc là bang, và từ các bạn hay gặp nhất là từ ichiban đúng nhỉ, chữ nhất với chữ phiên nghĩa là nhất, số 1. Bango là phiên hiệu, là số hiệu, số ví dụ như Denwa Bango là số điện thoại đấy. Ko bang là chữ giao với chữ phiên có nghĩa là đồn cảnh sát. Bangumi chữ phiên chữ tổ nghĩa là chương trình truyền hình. Rusu bang dewa chữ lưu thủ phiên điện thoại có nghĩa là gì đây nhỉ, à hộp thư thoại đúng không, máy trả lời tự động khi mà người ta vắng, khi mà người ta gì nhỉ, khi mà người ta vắng mặt đấy. Jun bang là chữ Hán, là chữ thuận với chữ phiên có nghĩa là tuần tự lần lượt. Về phần thông tin bổ sung nhá, bộ mà chúng ta thấy ở trên cái chữ phiên ấy là bộ biện, mang nghĩa là phân biệt rõ chứ không phải là bộ mễ đúng không. Nếu có bộ mễ, nếu là bộ mễ thì nó sẽ bỏ cái nét trên này đi đi, tất nhiên là bộ biện thì nó cũng phân biệt, nó cũng cấu thành bởi bộ mễ với lại cái nét trên rồi. Thế nhưng mà gọi là cái bộ đấy là bộ mễ là không đúng. Một số chữ kanji có cái bộ này, ví dụ như chúng ta có chữ thích, ví dụ trong từ giải giải thích chẳng hạn đúng nhỉ, các bạn nhìn lên màn hình này, chữ thích là kanji của N1. Ví dụ trong từ giải thích đọc là, chữ thích sẽ đọc là kaiseku, ví dụ giải thích sẽ là kaiseku đây. Hay là trong từ chú thích đúng không, chú thích thì chúng ta cũng đoán được cách đọc rồi đúng không nhỉ, sẽ là gì đấy, chiu cự đây, ví dụ chiu cự sẽ ra chữ chú thích nhá. Đấy, tiếp theo chúng ta có chữ thẩm, chữ thẩm chính là chữ phiên và trên là gì đấy nhỉ, trên là thêm cái bộ miên vào, thẩm này trong từ thẩm tra, xin sợ đọc là xin, hay là gì nhỉ, hay là thẩm phán, simpan. Đấy, thì đấy là những cái từ mà nó gần gần giống cái chữ phiên của chúng ta và chứa cái bộ biện. Tiếp theo chúng ta có chữ tuế rồi, chữ tuế nếu mà phân tích ra bộ thì nó rất là lằng nhằng. Trên là bộ bộ chỉ là nghĩa là dừng lại này, dưới ghép bởi bộ hán sườn núi, bộ nhất, bộ tiểu rồi bộ qua giáo mác. Nếu mà tạo ra câu chuyện thì nó gồm có 4 5 thành tố còn khó nhớ hơn. Tốt nhất những chữ như này thì các bạn nên cố gắng viết nhiều lần nhá. Đấy. Chữ tuế này có không có âm cương thường dụng, âm ôn đọc là sai, dai hoặc là xe, ví dụ trong từ go sai nghĩa là chữ ngũ với chữ tuế có nghĩa là 5 tuổi. Đặc biệt là trong 20 tuổi chúng ta sẽ đọc đặc biệt đúng không? Đấy. Chữ gì nhỉ? Nhị thập và tuế chúng ta sẽ có hai cái đọc là hatachi và nijusai, trong đó cái đọc hatachi nó sẽ được dùng nhiều hơn.
Ví dụ trong từ vạn tuế chúng ta lại không đọc là bansai mà đọc là gì đấy? À bình thường vạn mình hay đọc là man đúng không? À, ví dụ như tiền man ấy. Thế nhưng mà trong vạn tuế thì không đọc là mansai mà đọc là bansai nhá. Có nghĩa là sự muôn tuổi. Đấy. À, tiếp theo này, chữ tuế với chữ mộ, đấy, đọc lại khác đi, đọc là osebo. Osebo là món quà cuối năm. Sengetsu là chữ tuế với chữ nguyệt, có nghĩa là thời gian. Sainyu là tuế nhập, có nghĩa là thu nhập hàng năm. Về phần thông tin bổ sung thì chúng ta có hiện nay người ta có xu hướng dùng chữ tài thay cho chữ tuế vì cùng âm đọc là sai và chữ tài ít nét, dễ nhớ hơn và mang ý nghĩa tích cực hơn nữa, đúng nhỉ? Ví dụ nansai hay là isai 1 tuổi mấy tuổi, người ta sẽ dùng cái chữ tài để người ta biểu thị cho nó dễ các bạn nhé. Có mỗi 3 nét thôi và rất là khó dễ nhớ, tài trong từ tài năng đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ mai. Chữ mai ghép bởi phần bên trái là bộ mộc là cái cây, phần bên phải là bộ phộc là đánh nhẹ. Thì chúng ta có thể nhớ cái theo cách đây là đánh cây đúng nhỉ, rơi ra vài tờ giấy. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn là mai. Ví dụ ichimai là nhất mai, là một tờ một tấm dùng để đếm vật mỏng như là gì đấy? À như là tờ giấy này hay là áo sơ mi này đúng không? Đấy. Tem rồi thì gì nhỉ? Vé rồi thì thẻ đúng không? Sư mai sư là gì nhỉ? Mai sư là số tờ, số tấm. Ni mai mê, nhị mai mục. Đúng nhỉ? Nghe thì nó chả liên quan gì đến nghĩa, nhưng nghĩa đây là anh chàng đẹp trai. Câu chuyện về chữ mai như sau nhé. Tương truyền ngày xưa có một cậu học trò rất mải chơi, nên kết quả học tập kém, bài kiểm tra cậu không bao giờ dám đưa cho bố mẹ xem vì sợ bị mắng. Một hôm bố mẹ cậu cãi nhau, mẹ giận dỗi ra đánh vào cái cây thì rơi ra vài tờ giấy. Nhìn kỹ thì hóa ra các bài kiểm tra toàn trứng ngỗng với gậy gộc của cậu. Thế là cậu bé được trận đòn như tử vì lừa dối mẹ cha. Chữ sách này, chúng ta nhìn cái hình ấy đúng không nhỉ? Thì giống hệt cái gì nhỉ? Trong cái phim kiếm hiệp Trung Quốc chúng ta xem ấy, người ta sẽ đóng những cái thanh tre lại với nhau và người ta dùng một cái dây người ta buộc lại ở giữa đúng không nhỉ? Để cố định nó lại thành gì nhỉ? Thành hình quyển sách. Đấy. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn là sa chữ, sa và có âm ngắt. Sa cự hoặc là gia cự, ví dụ trong từ isatsu là gì nhỉ? Chữ nhất với chữ sách là một cuốn sách dùng để đếm sách nhé. Shosashi là chữ tiểu, chữ sách và chữ tử nghĩa là cuốn sách nhỏ. Tan gia cự chữ đoàn sách nghĩa là mảnh giấy dài nhỏ. Besatsu là gì nhỉ? Biệt sách nghĩa là tập sách được đóng riêng. Sasu là sách số nghĩa là số quyển sách. Chúng ta có thông tin bổ sung như sau. Ngoài chữ sách ấy, có thể dùng chữ quyển đấy, chữ quyển đây để đếm tài liệu dạng có thể cuốn cuộn lại hoặc đóng thành tập. Ví dụ này, これは全8巻の小説だ。Đây là bộ tiểu thuyết tổng cộng 8 quyển. Đấy. Hay là câu 2 nhá. フィルムを5巻 買った。Tôi đã mua 5 cuộn phim. Câu số 3 này, この本はシリーズ漫画の第4巻だ。Là gì nhỉ? Đây, cái quyển sách này là cái cuốn thứ tư của series manga đúng không? Watashi wa tsugi ni go rokusatsu no hon o yonderu. Tôi mỗi tháng đọc 5 quyển sách. Thì câu 1 ấy là các bạn có thể thay thế cái chữ quyển bằng chữ sách đúng nhỉ? Thế nhưng mà các câu 2, 3, 4 thì các bạn không thay thế được chữ quyển cho chữ sách và ngược lại chữ sách cho chữ quyển. Lưu ý cách dùng của hai cái này nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ ức. Chữ ức ghép bởi phần bên trái là bộ à, gì nhỉ? Phần bên trái là bộ nhân đứng đúng không? Đấy. Phần bên phải là chữ ý. Vậy thì chúng ta có thể chế theo cái cách nhớ đây là gì nhỉ? Người này ý kiến thì có đến hàng trăm triệu cái đúng không nhỉ? Người này ý kiến có hàng trăm triệu. Chữ này âm cương không có, âm ôn đọc là ô cự. Ví dụ từ ichi ô cự là nhất ức là 100 triệu. Ju ô cự là thập ức nghĩa là 1 tỷ. Okuman cho dạ là gì nhỉ? Ức vạn trường giả có nghĩa là tỷ phú. Về kanji tương tự này chúng ta có chữ này là chữ ức. Các bạn thấy nó thay mỗi cái gì đấy, bộ này không phải bộ nhân đứng mà thay bằng bộ tâm, ức này trong từ ký ức đúng nhỉ? Ví dụ trong từ ký ức, các bạn có bài hát rất nổi tiếng là Kaze no ký ức đấy. Tiếp theo chúng ta có, đây là chữ ức. Chữ ức này mà thay bộ nhân bằng bộ gì nhỉ? Bằng bộ nhục hoặc bộ nguyệt đúng nhỉ, thì được chữ ức nghĩa là yếu đuối nhá. Ví dụ okubio, okubio na là yếu đuối đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ ưu. Chữ ưu nhìn nó cũng na ná, cũng hơi hơi giống giống đúng nhỉ? Chữ ưu này đọc là gì nhỉ? Đọc là yasashi, có nghĩa là hiền lành dễ tính này.
Đọc là gì đấy? Đọc là sư đê đự. Có nghĩa là ưu tú vượt trội đúng không? Sư đê đự. Và đọc là gì nhỉ? Đọc là dư trong từ dư sư chẳng hạn. Dư sư na tính từ đuôi na có nghĩa là ưu tú. Chữ tiếp theo của chúng ta là chữ điểm. Chữ điểm các bạn thấy ở trên là chữ chiêm hoặc là chiếm. Chiêm trong từ chiêm tinh, chiếm trong từ chiếm lĩnh. Dưới là bốn chấm hỏa là bộ lượng bộ bốn chấm hỏa đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta có cách nhớ của chữ này đây là gì đây nhỉ? Trong giấc chiêm bao ấy đúng nhỉ? Trong giấc chiêm bao đúng nhỉ? Hay đốt lửa là khuyết điểm của tôi. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn đọc là tên. Ví dụ trong từ tên nghĩa là điểm hoặc là dấu chấm. Gia cư tên là nhược điểm. Cô sa tên là giao sai điểm, là ngã tư. Kề tên là khuyết điểm. Tên kên là chữ điểm và chữ kiểm, có nghĩa là kiểm tra máy móc. Các bạn lưu ý nó không phải là kiểm điểm bản thân mà dùng cái chữ này. Để dùng cái từ kiểm điểm bản thân ấy, các bạn phải dùng chữ phản và chữ tỉnh. Đó là han xê. Han xê nhá. Còn còn cái chữ này ấy, người ta cũng không ghép thứ tự là kiểm điểm mà người ta ghép ngược lại là điểm kiểm. Tên kên mang nghĩa là gì đấy? Mang nghĩa là kiểm tra. Còn kiểm điểm bản thân phải dùng từ han xê. Tiếp theo tên sư là điểm điểm số, nghĩa là điểm số luôn. Cư tô tên là cú đọc điểm đúng nhỉ, là dấu chấm câu. Vô tên là yếu điểm, là điểm trọng yếu, điểm quan trọng. Chữ chữ điểm này cũng chính là cái cách đọc dấu phẩy của chúng ta ấy. Về thông tin bổ sung này, sẽ rất là nhiều người dịch cái chữ yếu điểm là điểm yếu. Đây là cái dịch chưa chính xác vì yếu trong từ điểm yếu là từ thuần Việt, còn trong từ yếu điểm là Hán Việt và mang nét nghĩa là trọng yếu, quan trọng. Vì vậy nếu muốn dùng với nghĩa điểm yếu thì các bạn phải dùng chữ gia cư tên hoặc là chữ kề tên, nghĩa là nhược điểm hoặc khuyết điểm thì mới đúng. Tiếp theo chữ giai. Chúng ta có chữ giai ở bên tay gì nhỉ? Ở bên tay trái là bộ bộ phụ đúng nhỉ? Bộ phụ bình thường nó mang nghĩa là gò đồi. Thế nhưng mà trong trường hợp này nó rất là giống chữ beta đúng không? Thì mình có thể dịch thành beta. Giai cấp nào mà beta tất cả mọi người như thế này đúng nhỉ? Phần bên tay phải là chữ gì đây? Là chữ giai trong từ mina ấy, là mọi người. Chúng ta có thể nhớ theo cách như vậy nhá. Đấy, giai cái giai cấp nào mà tất cả mọi người đều beta như vậy. Chữ này không có âm cương thường dụng mà âm ôn là kai hoặc là gai. Ví dụ trong từ nikai là tầng 2, sangai là tầng 3, kai dang là giai đoạn có nghĩa là cầu thang, và dang kai là đoạn giai có nghĩa là giai đoạn. Kai kyu là giai cấp. Về kanji tương tự chúng ta có chữ giai này. Chữ giai này là cái chính là cái phần bên phải cấu thành đến chữ giai trong từ giai cấp mà chúng ta vừa học. Thì giai này là nghĩa là mọi người, đọc là gì nhỉ? Đọc là mina. Đọc là mina. Đúng không? Hoặc là mina trong từ mina sang chẳng hạn. Đấy, không đọc là mina sang nhá, mina sang là sai, phải là mina sang. Chữ bệ trong từ bệ hạ đúng nhỉ? Các bạn thấy nó rất là giống. Nó có bộ gì đây nhỉ? Nó có bộ phụ này. Trên là gì đấy? Trên là chữ tỷ, so sánh giống nhau, dưới thay mỗi cái bộ gì nhỉ? Bộ bạch này bằng bộ gì đấy? Bằng bộ thổ là đất. Thì bệ trong từ bệ hạ đọc là hê cờ. Hê cờ đấy. Nhưng mà thực ra là mấy cái từ bệ hạ đấy thì các bạn chả bao giờ bạn dùng cho đời sống đâu. Tiếp theo chữ đoạn. Chúng ta có chữ đoạn nhá. Chữ đoạn thì nhìn nó cũng chả ra cái hình thù gì đúng không? Bên trái nó cũng giống cái lược bốn, có bốn cái răng thôi. Cái này các bạn tự nhớ nhá. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn đọc là dan. Ví dụ trong từ kai dan là giai đoạn, nghĩa là cầu thang. Ichidan to là nhất đoạn, nghĩa là hơn một bậc, hơn hẳn, một cái phó từ mà dùng rất là nhiều trong phần N2. Dangai là đoạn giai, nghĩa là giai đoạn. Shudan là thủ đoạn, nghĩa là phương pháp cách làm. Chủ yếu là mang nghĩa là phương pháp cách làm, còn nghĩa thủ đoạn thấp kém ấy thì nó mang cái nét nghĩa này không nhiều, ít thôi. Nedan là trị đoạn, nghĩa là giá. Hudan là phổ đoạn, nghĩa là thường xuyên. Về thông tin bổ sung thì chúng ta cần lưu ý đến sự chéo ngược nghĩa giữa hai cặp từ. Đúng nhỉ? Đây là một điều đáng lưu ý khi mà chúng ta học tiếng Nhật và khi mà chúng ta sử dụng từ Hán Việt để học. Ví dụ các bạn lưu ý là cái chữ kaidan ấy là chữ dài với chữ đoạn nhưng mà lại mang nghĩa là cầu thang, còn chữ đoạn với chữ dài dịch nghĩa dịch Hán Việt đọc là đoạn dài thì lại mang nghĩa là giai đoạn, đúng nhỉ? Một cặp nổi tiếng nữa đấy là các bạn có cái cặp đấy là từ gì nhỉ? Từ bí thư. Nếu mà âm Hán Việt dịch là bí thư trong tiếng Nhật ấy thì nó là hi-shō nhưng mà nó mang nghĩa là thư ký, còn chữ thư ký shoki đúng nhỉ thì nó lại là bí thư. Đó đó là cái mà chúng ta cần quan tâm nhá, cần lưu ý. Tiếp theo các bạn có chữ hiệu. Chữ hiệu thì nó cũng cái phần ở dưới thì nó cũng
không phải là cái bộ thủ gì cả đúng nhỉ? Rồi chữ này thì chúng ta cũng nhìn nhiều thì chúng ta nhớ thôi. Âm cương chữ này không có, âm ô đọc là go, ví dụ trong từ bango là phiên hiệu nghĩa là số hiệu, số kigo là ký hiệu, singo là tín hiệu, daisango đệ tam hiệu là mục số 3, nengo là niên hiệu và ango là ám hiệu nghĩa là mật hiệu. Về phần kanji tương tự các bạn có đây là chữ tả. Chữ tả trông nó cũng ná 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 cái chữ hiệu này đúng không? Tả này đọc là gì nhỉ? Utsusu. Utsusu. Đấy. Hoặc là utsuru. Utsusu hoặc utsuru nhé. Đọc là utsu. Có nghĩa là chụp lại, sao chép lại. Đúng không? Hoặc là được chụp. Utsusu là tha động từ, còn utsuru là tự động từ. Ghép âm đọc là xạ. Ví dụ trong từ miêu tả này sẽ đọc là bioxia. Bioxia. Đấy, miêu tả. Đọc nó cũng là ná tiếng Việt nhỉ. Bioxia. Tiếp theo ở dưới các bạn có chữ chữ dự đúng nhỉ, chữ dự đây thì nó cũng na ná cái chữ ở trên, nó chính là cái chữ gì đây, bộ mịch mà cho thêm cái chữ dự vào thì mình ra chữ tả ở phía trên đấy. Dự này là cho đọc là ataeru, ataeru đấy. Ghép âm này ví dụ đọc là trong từ kanyo chẳng hạn, can dự đúng không, các bạn thấy nhá, can dự đây. Gì nữa nhỉ? Tham dự này, sanyo. Chữ tiếp theo của chúng ta là chữ bội. Chữ bội ghép bởi phần bên trái là bộ gì đây nhỉ? Phần bên trái là bộ nhân đứng, có nghĩa là người. Phần bên phải là những chữ gì nhỉ? Phần bên phải là chữ chữ lập đúng không nhỉ? Lập ở trên và khẩu ở dưới. Thì chúng ta có thể nhớ theo cách nhớ đấy là người đúng nhỉ? Đây là người này, nhân này. Người mà thích đứng, đây là lập là đứng đúng không, vào miệng, dưới là khẩu, người khác thì đang tăng lên gấp bội nhá. Những cái người mà thích đứng vào miệng người khác ấy, thì đang tăng lên gấp bội. Thì chữ này không có âm cương thường dụng, âm ô đọc là bai. Ví dụ trong từ sam bai, tam bội là 3 lần, bai sư chữ bội với chữ số nghĩa là một gấp số lần lên này, bai ditsu là bội suất là hệ số phóng đại, hito ichibai nhân nhất bội là hơn người khác, bai jo là chữ bội với chữ tăng nghĩa là tăng gấp đôi. Về phần kanji tương tự các bạn lưu ý những cái chữ này đúng nhỉ? Ví dụ chữ đầu tiên nhá. Các bạn thấy là ghép bởi gì đây nhỉ? Ghép bởi bộ thổ với lại cái lập với lại gì đấy, lập với lại khẩu đúng không? Bồi này trong từ bồi đắp đấy, bởi vì có đất mà. Bồi đắp trồng cây, ví dụ trong từ các bạn dùng từ này nhiều nhất đấy là chữ sai bai. Chữ tài với chữ bồi. Có nghĩa là trồng đúng nhỉ? Trồng trồng rau, trồng hoa màu ấy. Tiếp theo chúng ta có chữ gì đây? Chữ bồi mà có bộ bối thay thế cho bộ nhân thì được chữ bồi, liên quan đến tài sản tiền của sẽ bồi này trong từ bồi thường, bai sô. Và chữ cuối cùng là bồi trong từ bồi thẩm đoàn, bồi thẩm đúng nhỉ, đọc là bai, ví dụ bai xin nhá. Đây các bạn thấy này, bồi thẩm đoàn đây này, bai xin tan. Bài xin đan chứ. Đấy, như vậy là mọi người thấy khi mà nó có cái phần bên gì đấy, phần bên phải là cái này, tất cả đều đọc là bài hết, đọc là gì nhỉ? Đọc là bài hết đúng không? Tiếp theo chúng ta chữ thứ. Chữ thứ ghép bởi phần bên trái là bộ băng. Đây, hai cái chấm này là bộ băng này, phần bên phải là chữ khuyết. Thì chúng ta có thể gì đây nhỉ? Nhớ theo cách đây là băng bị thiếu cho con trai thứ của tôi. Ví dụ đi ăn tiệc đúng không nhỉ? Đấy. Băng đá ấy, mọi người đều có mà riêng con trai thứ của tôi thiếu thì có thể nói là băng bị thiếu cho con trai thứ của tôi. Thế nhưng mà những cái chữ kanji dễ này chúng ta có cố gắng nhớ theo cái cách nhìn nhiều cho quen chữ nhá, quen mặt chữ. Âm cương của nó đọc là tsugi hoặc là tsu, ví dụ trong từ. Tsugi là sau đây, tiếp đến này. Tsugi tsugi là thứ thứ nghĩa là lần lượt, liên tiếp. Tsuide là tiếp đến. Ai tsugu là tương thứ nghĩa là tiếp diễn, tiếp tục. Âm ô đọc là ji hoặc là si, ví dụ mokuji là mục thứ nghĩa là mục lục, si đài nhi là thứ đệ nghĩa là dần dần, ji jo là gì nhỉ, thứ nữ là con gái thứ, ji nan là con thứ nam, con trai thứ, ji kai là thứ hồi nghĩa là lần sau. Về mặt thông tin bổ sung ấy thì các bạn có nhá, cái chữ thứ này ấy, nó sẽ tạo ra một số mẫu ngữ pháp sẽ học ở N2, tiêu biểu nhất là hai mẫu sau. Mẫu đầu tiên si đài nghĩa là ngay sau khi, ví dụ
Nimotsu ga todoki shidai henji shimasu, là ngay sau khi hàng đến tôi sẽ phản hồi lại. Tiếp theo là mẫu shidai đấy, nghĩa là tùy thuộc vào. Cái này sẽ giống niyote ở trong N3. Ví dụ anata no doryoku shidai de gokaku dekiru ka dou ka ga kimarimasu. Tùy thuộc vào cái nỗ lực của cậu ấy mà sẽ đỗ hay không, đúng không? Thì cái việc đỗ sẽ được quyết định. Tiếp theo chúng ta có chữ, à không phải là chữ, đây sẽ là một cái ký hiệu diễn tả sự lặp lại. Đúng nhờ, đây cái ký hiệu này diễn tả sự lặp lại nhá. Thì chúng ta có này, cách đọc của nó như sau. Ví dụ đầu tiên, từ chữ nhân với lại chữ đấy đằng sau sẽ đọc là hitobito, đúng nhỉ? Hitobito, ví dụ cái chữ này đọc là gì đây? À, chữ nhân với chữ nhân nghĩa là mọi người. Tiếp theo này, chữ này là idoirona, nghĩa là gì nhỉ? Sắc sắc nghĩa là nhiều. Tokidoki là gì đấy? Chữ thời nghĩa là thỉnh thoảng. Tiểu và tiểu là shoshou, một chút này. Senshu là tiên tiên chu, là tuần trước nữa. Betsu betsu ni là gì nhỉ? Riêng biệt. Mukashi mukashi là ngày xưa ngày xưa. Và một số từ khác chứa chữ này, ví dụ hibi, chữ nhật nghĩa là ngày ngày. Samazama, đúng nhỉ? Samazama na là gì đấy? Đa dạng. Chaku chaku to là chữ trước với chữ trước, trong từ tsuku đến nơi ấy thì mang nghĩa là ổn định vững chắc. Jun jun kesho là gì nhỉ? Trận tứ kết. Các bạn có trận chung kết là gì? Kesho sen. Quyết thắng chiến, đúng nhỉ? Kesho sen nhá. Trận bán kết là gì nhỉ? Jun kesho. Jun kesho. Đấy. Còn trận tứ kết sẽ là jun jun kesho, các bạn thêm một chữ chuẩn vào trước. Tiếp theo chúng ta sang chữ tha, cũng là chữ cuối cùng của bài hôm nay. Chữ tha này, đây, ghép bởi phần bên trái là bộ nhân, phần bên phải thì cũng nó cũng không là một cái bộ gì cả, đúng không nhỉ? Cái chữ tha này ấy, có âm cư là hoka, ví dụ trong từ hoka no hito là tha nhân, nghĩa là người khác. Hoặc là dạng danh từ chúng ta sẽ để là hoka no, đằng sau là danh từ ấy, có nghĩa là cái gì đó khác. Âm ô đọc là tha, ví dụ trong từ sono tha là cái khác. Ngoài ra cái dạng chữ tha cộng với no, ngoài cái đọc là hoka no ấy, có thể đọc là tha no cũng được. Người khác sẽ là ta nin, tha nin là người khác này. Ta ho là tha phương, là nơi khác, phương khác. Tha doshi là tha động từ. Về kanji tương tự, các bạn sẽ có một số chữ gần giống nó. Thứ nhất là chữ địa. Chữ địa các bạn thấy ghép bởi bộ thổ với lại cái phần bên tay phải của chữ tha, đúng không? Địa này trong từ địa lý đọc là gì nhỉ? Đọc là chi, ví dụ là chiri, đúng không? Chiri là địa lý này. À, địa cầu là gì nhỉ? Địa cầu là chikyu, trái đất. Ngoài ra còn đọc là gì nữa, ví dụ trong từ gì đây nhỉ? Mặt đất này, jimen, địa diện. Đấy. Hay là jimoto, đúng nhỉ? Jimoto là địa phương nhá. Tiếp theo chữ trì, các bạn thấy có ghép bởi gì đây nhỉ? Phần bên trái là bộ gì? Phần bên trái là bộ thủy, là nước, đúng không? Phần bên phải là cái phần bên phần chữ tha này, thì trì này đọc là ike. Ike là cái ao này. Còn ghép âm nào là chi, ví dụ trong từ gì nhỉ? Trong từ đen chi. Đen chi. Chữ điện với chữ trì có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là pin. Đấy. Cái ao chứa đầy điện ấy chính là cái pin. Đấy là nội dung của bài hôm nay. Thì các bạn về làm bài tập để có thể củng cố được các kiến thức ở trong bài nhé. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong video lần sau.